Hello, Ken Audio xin chào như bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha, chuyên về các cái micro không dây karaoke gia đình nè, rồi bàn mixer nè, đó rồi các cái loa Bluetooth nè, loa kéo xách tai nè, đó rồi phụ kiện âm thanh điện tử có đầy đủ anh chị bạn. Thì địa chỉ bên em là nằm ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mọi chi tiết anh chị bạn có thể liên hệ qua số hotline hoặc là nhắn tin Zalo cùng một cái số điện thoại luôn 0932075612 đó. Thì rất cảm ơn chị bạn thời gian vừa qua đã theo dõi kênh Ken Audio cũng như là đã tin tưởng ủng hộ bên Ken Audio của em. Rồi thì anh chị bạn nào mà mình chưa đăng ký kênh á, mình hãy nhớ đăng ký kênh ha, bật cái chuông thông báo nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới ha. Rồi liên tục cái chuỗi video thì hôm nay em sẽ giới thiệu tiếp cho anh chị các bạn cái dòng micro không dây giá rẻ. Thì em này là loại một mic anh chị bạn. Đó, và em sẽ nói giá đầu clip cho anh chị bạn mình nắm được luôn. Đó. Thì em này em hiện tại là một em micro không dây giá rẻ như vậy, và mình nhìn cái ngoài cái hộp đây là mình cũng biết luôn ha, có mà hiển thị màn hình đèn led luôn ha anh chị bạn, là chỉ 270.000 thôi đó, chỉ 270.000 thôi. Và em cũng xin nói trước luôn là vì cái giá này là giá rẻ rồi nên em sẽ không bao ship cái này nha. Và nhiều khi có những cái micro mà trên cả triệu anh chị bạn, nhưng mà có những micro như vậy nhưng mà em cũng chưa bao ship được nữa nha anh chị bạn, bởi vì cái giá em để cho anh chị bạn là rất là sát rồi ha. Đó, thì riêng em này à, em này em sẽ nói với tên model luôn. Thì anh chị các bạn đây mình cứ nói em này là mic E15, đây mic E15 là được ha. Rồi như là còn cái dòng chữ ở trên này của nó nè, gì mà EHONA gì đó, thì anh chị bạn đừng có quan trọng quá cái này ha. Cái này thì theo thời gian á, có thể nhà sản xuất họ có thể sẽ thay đổi đó anh chị bạn ha. Chủ yếu là cái model dưới đây nè, E15 nha. Rồi E15 270k đó, rất là ok. Rồi thì trước khi mà vào vào để mà khui ra để mà mình nhờ dòm trực tiếp luôn á, thì em sẽ nói sơ về chính sách đặt hàng và giao hàng. Em sẽ nói nhanh gọn thôi, bởi vì nếu mà ai theo dõi lâu thì cũng đã quá quen thuộc, cũng như là nếu mà đã từng mua bên em rồi thì đã quá quen thuộc với chính sách này rồi, em không có nói nhiều lại nữa ha. Thì chính sách giao hàng đặt hàng bên em á, đối với những sản phẩm mà từ dưới 2 triệu anh chị các bạn sẽ được nhận hàng rồi thanh toán không cần phải cọc, không cần phải chuyển khoản đó. Còn những cái sản phẩm mà từ trên 2 triệu trở lên thì anh chị bạn vui lòng cọc trước giúp em thì bên em mới lên đơn giao được nhanh với bạn. Rồi và tiếp theo về cái chính sách giao hàng, thì khi giao đến sẽ hỗ trợ anh chị các bạn mình được xem hàng không thử hàng đó. Em xin nói lại gõ là được xem hàng không thử hàng nha. Rồi khi mà mình cảm thấy ok, thống nhất được chính sách giao chính sách bên cái đâu đưa của em, thì anh chị hai bạn hẳn liên hệ nhanh với bạn. Thì khi mua bên em á, anh chị bạn đã biết bên em cái độ sự uy tín và chất lượng, thì khi giao đến là đã test cho anh chị bạn ok rồi đó, test trước rồi và hàng có bảo hành đàng hoàng. Chứ bán hàng xong là không phải bán xong là đứt đuôi đâu, nên là anh chị bạn cứ yên tâm. Rồi bây giờ em sẽ vào vấn đề chính luôn. Rồi đây em quay sơ một lượt về cái em mic bên ngoài đây. Cái vỏ hộp này á, em cũng đã nói nhiều rồi ha, cái hộp ngoài thiết kế thì theo năm tháng nó có thể thay đổi luôn nhanh chị bạn, thay đổi màu sắc hoặc là đôi chút về cái decor, cái kiểu dáng bên ngoài, nhưng mà cái bên trong thì nó cũng như vậy thôi. Đây nè, em mic bên trong nè. Ok, đó. Nhựa này là nhựa chịu lực nha các bạn. Nhựa loại tốt nha, chứ có những cái nhựa mà nó loại dởm anh với bạn. À, nhựa giòn á thì khi mà nó không chịu lực được đâu, nó dễ bị nứt lắm nhanh với bạn. Nhưng mà cái nhựa này thì là nhựa chịu lực khá tốt ha. Đó. Rồi thì em đã bỏ sẵn pin rồi, đây em mở nguồn màn hình lên cho anh chị xem luôn đây, màn hình LED nè. Nhìn LED đàng hoàng ha, chứ không phải mấy kiểu mà không có màn hình LED đâu. Đó, chỉ 270.000 thôi. Thì đợt này thì em gần như chủ yếu nói chung là thấy thiên tai dịch bệnh nó cũng nhiều như bạn, nên là thôi em sẽ chủ yếu cố gắng tìm những cái dòng hàng giá rẻ nhưng mà xài ok đó. Chứ mình đòi giá rẻ mà được như hàng cao cấp, đòi được đòi như những con cả triệu bạc thì không thể có đâu như mày. Nhưng mà xài ok trong tầm giá là được đó. Đây. Đây mở nguồn lên nè. Đó. Này cục sống này cũng cũng rất là nhìn rất là chắc cú, chắc chắn anh như bạn. Đó. Đây, phụ kiện thì cũng khá đầy đủ luôn, có chống lăn luôn nha anh như bạn. Đó, chống lăn nè. Rồi dây sạc ha, rồi một cái đầu đầu chuyển đổi ra 3.5 nè, cho ai muốn sử dụng cái cổng mic mà dạng mà là nhỏ đó, dạng 3.5 ha. Rồi pin pin kèm theo luôn nè. Đó. Ok. Rồi ngoài ra cái loại một mic này em còn đây, đây là loại một mic ha, còn nói loại 2 mic giá rẻ luôn nè anh chị bạn. Đó, nếu mà đây là thì em này là model là 003 nè, đó. Nhưng mà theo dõi nhiều rồi thì sẽ biết ha, nhưng mà em sẽ kèm vô chung em giới thiệu luôn cho anh chị nào mà mình lần đầu tiên luôn á. Đó.
Đây thì cái dòng giá rẻ ha, rồi 2 mít nè, 2 mít không dây giá rẻ. Thì em này 2 mít không dây giá rẻ này là giá 380 ha. Đó 380 nếu mà ship 30.000 vô nữa thì đâu đó cũng cỡ tầm 401 ha. Đó, còn em này 1 mít thì 270, ship 30.000 vô nữa thì tầm 300. Đó, thì tùy tùy thôi, nếu mình có điều kiện thêm cỡ 100 thì mình lấy luôn lại 2 mít. Đó, còn nếu không thì nhà mình ít người chỉ có một mình hát thôi thì mình lấy lại 1 mít này tiết kiệm được khoảng trăm mấy. Đó. Đó, bên em nói chung là có đầy đủ dòng cho anh chị bạn ha. Mình thích dòng nào và mình cần tìm khoảng tầm bao nhiêu đó, dưới 500 một cặp mít đó, hay là chỉ muốn loại 1 mít đó, dưới một vài vài 300 đó, 1-200 gì đó thì nhắn em được có nha. Rồi ok, xin cảm ơn chị bạn đã dành thời gian xem hết video clip này nha. Còn nếu mà cảm thấy ưng những em này thì anh chị bạn, số lượng nói chung là những cái này nó cũng có hạn anh chị bạn, thích thì hãy nhớ nhanh tay nhắn tin với em ha, để chốt những cái bộ mà mình vừa tầm tiền của mình mà để ok trong tầm giá nữa đó, để mình phục vụ đam mê ca hát vui vẻ sinh hoạt gia đình anh như bạn đó. Rồi thì nếu mà ai chưa bấm đăng ký kênh á, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha, bấm một cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra những cái video sản phẩm hot chất lượng. Và một lần nữa xin cảm ơn chị các bạn đã luôn ủng hộ và tin tưởng bên kênh audio của em. Xin chúc anh chị bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn lại những video lần sau.